Nhưng mà trước khi em tham gia chương trình thì cũng xin chào anh cơ quan chủ diễn đàn và các anh chị em hiện có mặt ở đây. Hôm nay thì vô tình thì thấy anh tổ chức là anh like mà mấy lần trễ quá tham gia được À, sớm khuya. sớm lên tham gia. Với lại cái chủ đề này thì nãy như anh Phạm Sơn nói thì nó rộng, chúng ta có thể tranh luận được. Và cái thứ hai nữa, nó cũng là một trong những cái nội dung mà cái đám chống phá nó bấu víu vào đó để nó xuyên tạc, Đúng rồi. nó xuyên tạc trong nhiều vấn đề. Thì ở đây nó có cái vấn đề tham nhũng, thì mình là một cái người công dân ở trong nước và mình yêu cái chế độ này, nhưng mà mình không phủ nhận là Việt Nam mình không có giống như Đúng cái đám ba que hải ngoại, mà ví dụ nói nước Mỹ mà không có dân chủ nhân quyền là nó sồn sồn lên, nó không dám thừa nhận. Nhưng mà mình người cộng sản, mình không làm được, mình vẫn phải nhận để mình sửa. Đó là người cộng sản chứ họ không có chối bỏ, họ không thoái thác. Thì cái vấn đề tham nhũng này thật sự thì đảng đã nhìn thấy nó lâu lắm rồi chứ không phải mới đây, và cách đây khoảng hơn 20 năm thì đảng ta có đề ra gọi là bốn nguy cơ có thể làm mất chế độ của chế độ xã hội. tồn vong. Thứ nhất là thứ nhất là trệch hướng xã hội chủ nghĩa, thứ ba là tụt hậu về kinh tế, và thứ tư là nguy cơ tham nhũng. Đảng đã chỉ ra rõ ràng bốn cái nguy cơ có thể gây đến tồn vong đến cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Thì chúng ta thấy rồi, các cái nguy cơ khi mà chúng ta đã nhìn thấy được thì chúng ta làm rất tốt. Và chúng ta nhìn lại đi, cái nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa thì chúng ta vẫn đang đi đúng con đường, chúng ta đang trong cái quá trình đi lên. Đó, đi lên xã hội chủ nghĩa. Thật sự chúng ta chưa 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 hẳn Đúng là có xã hội chủ nghĩa như chúng ta mong muốn, nhưng mà chúng ta đang trên con đường để tiến lên xã hội người ta gọi là thời kỳ quá độ. Đó. Và cái thứ hai là diễn biến hòa bình thì chúng ta thấy rồi. Những năm nói chung từ sau khi chúng ta thống nhất đất nước thì cái vấn đề diễn biến hòa bình nó đã có rồi, chứ không phải bây giờ. Nhưng mà bây giờ nó càng trở nên mạnh mẽ bởi vì nó dựa vào cái công nghệ thông tin, và đặc biệt là những cái mạng xã hội này nó đánh phá vô văn hóa tư tưởng. Nói chung là rất nhiều vấn đề, nhưng mà cái văn hóa tư tưởng là cái cốt lõi, và nó sử dụng mạng xã hội để đánh phá, và nó cũng là một trong những cái nội dung diễn biến hòa bình thôi. Và các nước thì đã bị rồi, Đông Âu, Bắc Phi, rồi Trung Đông, chỉ có Việt Nam và Trung Quốc là chưa bị. Trung Quốc thì cũng xém Thiên An Môn đó, xém. Còn Việt Nam thì bạo loạn Tây Nguyên, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được chế độ, vẫn ổn định được tới bây giờ, nghĩa là chúng ta đã thấy được cái nguy cơ. Và cái nguy cơ tụt hậu kinh tế thì chúng ta hiện tại thì chúng ta thấy được kinh tế ở Việt Nam phát triển rất là ổn định, rất tốt. Cho nên là cái nguy cơ đó chúng ta cũng giảm đi, mặc dù chúng ta không lơ là. Và cái cuối cùng mà hôm nay chủ đề của anh Thơ Quang nói đến là tham nhũng. Tham nhũng thì thật sự khi con người còn tồn tại trên trái đất này thì tôi nghĩ cái việc tham nhũng nó là một trong những cái yếu tố mà hình thành nên con người. Chắc chắn không phải ai cũng tham nhũng, nhưng mà sẽ có người tham nhũng, không bao giờ tránh khỏi. Chúng ta phòng chống để nó hạn chế đến cái mức thấp nhất tham nhũng, nó không gây ảnh hưởng đến kinh tế, không gây ảnh hưởng đến cái niềm tin của nhân dân đối với cái đảng cầm quyền. Nếu chúng ta lơ là thì người dân sẽ oán hận, và cái việc đó thì không xảy ra, đặc biệt là ở cái nhiệm kỳ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điều hành đó. Thì chúng ta thấy cái việc mà chúng ta mạnh tay với tham nhũng nó như thế nào thì chúng ta đã thấy rồi. Đài báo các lời vừa rồi chúng ta coi cái clip của anh Thơ Quang đưa, chúng ta thấy rồi, đảng là mạnh tay với tham nhũng. Ở đây chúng ta nói
Hồi nãy anh Phạm Sơn có phân tích thì đó là một cái hiện tượng xã hội trong rất nhiều cái hiện tượng khác, nó không phải là bản chất. Nếu đảng bao che, đúng không, đảng cố tình bao che là cố tình tham nhũng như cái miệng lưỡi, cái giọng điệu của đám dân tộc, thì làm gì có chuyện xử lý những đảng viên, những cán bộ tham nhũng, đúng không? Chúng ta bao che làm gì có chuyện xử lý, không có chuyện đó. Nghĩa là ta công khai trên cả trên YouTube, đúng không? Ta công khai trên cả YouTube, trên Facebook. Các cái vụ án mà của Trịnh Xuân Thanh hay là rồi gì cả, ông Đinh La Thăng các kiểu, tụi và báo chí viết không biết bao nhiêu mà kể. Không lẽ tụi nó mù thông tin, hay là ở cái ấp chiến lược Bosa TV nó không có thông tin, hay là nó chỉ có những cái thông tin của cái đám VOA, RFA, RFI nó nhồ vô cái sọ, cho nên là không biết đó. Không biết đâu là đúng đâu là sai. Chúng ta thấy rồi, để nãy anh Phạm Sơn cũng có phân tích cụ thể, nhưng mà ở đây chúng ta là về chủ quan. Đảng có luật, chúng ta đã có luật phòng chống tham nhũng rồi, chúng ta mạnh tay khi mà luật có thì chúng ta thực hiện. Đó là về chủ quan. Còn về khách quan thì cái việc tham nhũng là chắc chắn sẽ có. Mỹ cũng không thể thoát, Anh, Pháp, Nhật, và đặc biệt chúng ta thấy Hàn Quốc, bao nhiêu đời tổng thống Hàn Quốc đi tù vì tham nhũng, các bạn thấy không? Mà cái miệng, cái đám chống phá thì ra rã Việt Nam phải theo tư bản thì mới không có tham nhũng đó. Việt Nam mà phải đa đảng mới không có tham nhũng, trong khi những cái nước đa đảng kia, Hàn Quốc đó, tổng thống đi tù, bao nhiêu đời tổng thống đi tù rồi vì tham nhũng. Con gái của ông Park Geun-hye là cái ông tổng thống mà sau khi mà Hàn Quốc thành lập, ổng là một công thần của Hàn Quốc xây dựng cái đất nước Hàn Quốc cho đến tận bây giờ, thì con gái ổng bây giờ cũng đang ở tù vì tham nhũng. Tổng cho rằng Việt Nam là tham nhũng là do độc tài, rồi do không có đa nguyên đa đảng, đúng không? Thì em mới chỉ ra những cái nước đa nguyên đa đảng đó nó có tham nhũng. Có nghĩa là tham nhũng tồn tại khắp mọi nơi trên cái trái đất này. Đúng rồi, đồng hành cùng nhân loại, nói thẳng luôn. Đồng hành cùng nhân loại. Nhân loại đúng không? Đối mặt với cái vấn đề tham thì con người phải không tham. Thật sự mà em mà nói thật, bây giờ em làm cái chức lớn em cũng chẳng dám chắc là em có tham, đúng không? Mình không nói trước được. Đúng rồi. Rõ ràng. Thì đó. Chúng ta đã nói đi sâu không thích anh Phạm Sơn nói nhiều về cái tham nhũng, đã có những cái đại án là chúng ta đem ra ánh sáng rồi. Ở đây cái vấn đề ở đây tụi nó xuyên tạc chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là nó quy cho cái việc tham nhũng là bản chất của cộng sản, đó là bản chất của cộng sản là phải tham nhũng. Thì nãy giờ anh Phạm Sơn và em cũng đã nói đó là hiện tượng mà ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này cũng đều có hết. Cho nên là mà khi mà nói về bản chất của cộng sản tham nhũng thì những cái người mà tham nhũng đó đúng ra được khen thưởng chứ, tại vì đảng cộng sản là tham nhũng mà, đúng rồi. Cái lãnh đạo, cái cách tham nhũng đó phải được khen thưởng nữa, đằng khác đó, ví dụ vậy. Nhưng mà lần này chúng ta thấy đem ra xử lý rất là nhiều những cái vị cán bộ cấp cao, thậm chí là trong bộ chính trị đó, chúng ta mạnh tay, rất là mạnh tay. Sở dĩ thời gian này chúng ta không thấy đưa ra những cái vụ tham nhũng đó là vì chúng ta đang tổ chức đại hội đảng, đúng không? Rồi sắp tới chúng ta là bầu cử đại biểu hội đồng nhân ba cấp và đại biểu quốc hội. Chúng ta muốn tập trung vào cái nhiệm vụ chính trị chính của đất nước. Và tôi nghĩ rằng sau khi bầu cử xong thì tiếp tục lò sẽ tiếp tục cháy. Mở rộng điều tra. Cháy rực rỡ hơn nữa. Dạ, bởi vì cái đây nè, tôi xin khẳng định là những cái vụ án đây nó đã xảy ra từ mấy cái nhiệm kỳ trước rồi, chứ không phải là khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên mới có đâu. Cái này là cái nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ vừa rồi và nhiệm kỳ tới đây là đang làm cái công việc giống như là dọn dẹp vậy đó. Nhà lâu ngày nó dơ thì chúng ta quét, đơn giản thôi. Thì nó dơ thì nó dơ trước đây chứ không phải dơ mới dơ đây. Thì cái nhiệm vụ của
Đảng và của đồng chí Tổng Bí Thư thì là tắt tận tật, kẻ nào củi khô củi tươi gì cũng đốt hết. Thì rõ ràng nói đến đây thì nếu những đứa trẻ nó nghe nó cũng hiểu được là Đảng không đồng tình và không bao giờ chấp nhận cái hành vi tham ô, đúng rồi, tham nhũng, thì cớ gì những cái kẻ chống cộng bên đó đầu hai thứ tóc mà không hiểu được vấn đề này, đúng không? Như hồi nãy Hoàng Nguyễn comment đó, Hoàng Nguyễn chắc cũng lớn tuổi nhỏ, đúng không anh Quang Thơ? Nếu mà nói anh cũng đoán vậy, tức là cũng chưa hiểu, không hiểu hoặc cố tình không hiểu thì làm ơn về nhà đi học lại với mấy đứa học sinh tiểu học ở đây. Còn Hoàng Nguyễn tôi xin nói, nếu mà không hiểu thì làm ơn xin vô mấy cái trường tiểu học học lại đi, học tới lớp 12 đi, rồi lúc đó mới hiểu được. Nó còn đầu óc quá kém cỏi, nhận thức nó quá u mê, không đủ trình độ mà để lên đây mà comment. Nó thẳng ra vậy. Còn ghét cộng sản, ghét cộng sản thì cứ việc ghét, nhưng mà ghét cho đúng có lý người ta mới nghe, chứ đừng ghét là một xuyên tạc rồi vu vạ rồi bịa đặt, không ai chấp nhận được. Thì nói chung cái vấn đề tham nhũng thì mình nói nhiều nhưng mà nó sẽ lặp đi lặp lại anh. Đó. Đúng rồi. Thì anh của em thì nội dung là em xin tham gia chút xíu, cũng là có cái thêm một vài cái vấn đề để mình làm sáng tỏ hơn cái chủ đề mà anh đưa ra. Và một người dân thì chắc chắn tôi sẽ ủng hộ việc Đảng và Nhà nước đang làm, đang đấu tranh với cái nạn tham nhũng. Anh xin hỏi có một câu muốn chia sẻ với Nam Phong nữa. Giống như nãy anh cũng nói ngay từ đầu, Nam Phong thấy rõ không? Cái luật điệu của bọn họ thì cứ như thế. Và khi ở đất nước chúng ta đã tiến hành những cái việc gọi là chống tham nhũng á, rất công khai và rất minh bạch, đúng không? Thì khi chúng nó lại là đi một cái luật điệu ngược lại nữa, ôi mấy ông nó thanh trừng nội bộ, mấy ông nó về, đúng không? Đúng không? Chúng ta Nam Phong ở đây tức là chúng ta nói lên điều gì đó. Nam Phong, góc nhìn Nam Phong về điều này, Nam Phong phát biểu cho anh nghe thử, mọi người nghe thử về góc nhìn này. Thì đúng rồi, em cũng có nghe nhiều. Nói chung là cái luận điệu của cái đám chống cộng thì mình hiểu cái bản chất của cái đám chống phá là như thế nào, đúng không? Có nghĩa là chúng nó chống phá dù đúng dù sai, nó đều phải tìm ra một cái lý do để nó chống phá. Khi mà chúng ta chống tham nhũng, chúng ta không chống thì nó nói là chúng ta bao che. Nhưng khi chúng ta thì nó lại nói là chúng ta đấu đá. Có nghĩa là phải cộng sản, phải có cái gì đó sai thì tụi nó mới chịu. Và cái mục đích tụi nó là đơn giản là chia rẽ, hạ thấp uy tín của Đảng đối với nhân dân trong nước, chia rẽ Đảng và nhân dân và quần chúng, để cái mục đích cuối cùng là gì? Để lật đổ cộng sản, chứ chả còn phải mục đích gì khác. Nhưng mà thật sự thì anh hồi nãy anh có đề cập thì là đó là mình, em cá nhân em thì em dùng cái từ là miệng lưỡi bao que, nó lắc léo lắm. Cái miệng lưỡi của nó kiểu gì nó cũng nói được, nhưng mà cái đó đúng là bản chất của họ luôn, đúng không? Nam Phong công nhận không? Cái bản chất của họ, đúng không, là bản chất của đám chống cộng cực đoan, đám chống phá trong nước và ngoài nước. Nó mở rất là nhiều diễn đàn, nó lên nó xuyên tạc bị đặt nói, cũng là những cái thành phần, thật sự cũng có những cái thành phần á vua, thì trong đó thì cũng chắc chắn cũng có những cái người mà con em lại khá là chế độ cũ, thì ta cũng khi mà được sống trong một gia đình thù ghét cộng sản hoặc là như thế nào đó thì nó bị ảnh hưởng khá là vậy, cho nên là ghét thê lây cộng sản. Còn cái thế hệ mà của những cái người mà trước năm 75 thì bây giờ còn ít lắm, và người ta cũng đâu còn hơi sức đâu mà lên mà trên mạng mà sỉ vả chửi rủa xuyên tạc nữa đâu. F2, F3 nhiều, em thấy là cái dạng mà F2, F3 rất nhiều, và họ được sống trong một cái gia đình, một cái môi trường đó là
nhồi nhét cái tư tưởng chống cộng, cho nên là nó sẽ bị hình thành cái suy nghĩ như vậy, ghét cộng sản, thù cái thù bất chấp, thù bất chấp, ghét bất chấp, làm kiểu gì thì cũng nói được. Đó, cho nên là mà em tin rằng cái số đó không nhiều anh, trong nước cũng nhiều mà ở nước ngoài thì bây giờ giới trẻ nó lo là, nó lo làm ăn, nó nuôi, nó kiếm sống, mà ở nước ngoài cái áp lực công việc để mà tồn tại nó gấp mấy lần ở Việt Nam mình. Đúng rồi. Cho nên là không có thời gian mà để mà lên mà diễn đàn xuyên tạc bị đặt. Thời gian này nó nhiều là có cũng nhiều, cũng có khả năng là ở bên đó Covid rồi bị thất nghiệp. Đó, là không được đi làm, không được làm ở nhà mà mở live chữ tháng. Vậy thôi. Chứ cũng không có nhiều, mỗi live tụi nó chừng 200-300, có những đứa thì có 20-30. Cộng lại thì so với cái số mà 97 triệu dân của Việt Nam mình đó, như muối bỏ biển thôi anh. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây mình là cái người dân, mình thấy những cái việc làm đó bất bình đó, thì mình lên tiếng. Tụi nó chụp mũ mình là dư luận viên bạc cũ, đúng không anh? Bò đỏ thì đại khái rất nhiều, nhưng mà quan trọng đâu anh, tại vì sao cha ông mình mà sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, không có màng tới tính mạng, đúng không, sức khỏe, chỉ một cái lý tưởng duy nhất đó là giành độc lập thống nhất đất nước. Bây giờ mình lên đây vài cái câu chửi tụi nó màu đỏ với viên bạc cũ, nó thấm vào đâu anh, đúng không anh? Hoặc là bây giờ này như anh nói, bây giờ anh mở live lên là anh rất tốn thời gian, sáng mai anh còn đi làm đúng nhưng rồi. Mà anh vì trách nhiệm của một người công dân, anh đứng ra anh tổ chức một cái live anh phản biện lại đó, những cái hành động đó là cái gì? Trách nhiệm của người công dân đối với tổ quốc. Và mỗi người thể hiện một cái cách, có người thì người ta thể hiện cách khác, nhưng mà anh Thơ Quang thì anh Mở Lan thì cách khác, còn em cũng có cái cách của mình đấy, em cũng lên em đúng rồi, đúng rồi. Góp tiếng nói, góp cái kiến thức của mình cũng vậy. Đúng rồi. Đó, mình bảo vệ là bảo vệ cho cá nhân mình và cho thế hệ mai sau nữa, chứ không phải bảo vệ cho ai hết, không phải cho đảng. Nếu đảng không tốt, tự suy vong và tự mất, chứ không tồn tại hơn 90 năm nay. Nếu đảng không tốt, nếu đảng là hèn với dân, đúng không anh? Không tồn tại được. Đảng tự suy vong, không bao giờ tồn tại. Các vị thấy những cái chế độ mà trong lịch sử là người, những cái chế độ mà gọi là hèn với dân, ác với dân, rồi độc tài độc này kia, có cái chế độ nào tồn tại được được lâu đâu? Các vị thấy cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa được bao nhiêu năm? Nếu không năm rưỡi nữa thì làm gì 51 năm đâu anh, đúng không? Chưa được 2 năm, chưa được 2 năm không, có mới ăn thua nô xong à. Khi thành lập đến khi sập thì 21 năm là do Mỹ nó giúp, chứ không có thì nếu mà đi tổng tuyển cử thì làm gì có cửa anh, không? Đúng rồi. Hiệp định Geneva là 2 năm sau chúng ta tổng tuyển cử thì làm sao có cửa thắng được Đảng Cộng sản, thắng được Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên phải chơi chiêu chia cắt đất nước đó. Việt Nam, dân tộc Việt Nam là một đó, sông có thể cạn, núi có thể mòn, chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Đừng có lấy lý do nào để mà chia rẽ cái đất nước Việt Nam. Chúng ta là người Việt Nam, là dân tộc Việt Nam, chúng ta phải bảo vệ cái đất nước mình. Không có lý do, một cái lý do nào hết mà để mà chia rẽ vị trí 17 là bên kia, còn ở trong này là bên này, và thành hai cái giống như là một khúc ruột cắt đôi. Chúng ta không chấp nhận điều đó, không ai chấp nhận điều đó, và cộng sản họ đã làm được. Đừng nói cộng sản chiếm miền Nam đó, ở trong mấy cái poster mà của chế độ cũ chiếm gì giải phóng miền Bắc đậy đó, Bắc Tiến rồi đó, mấy cái có anh có mấy hình ảnh đó mà, không đúng chiếm rồi mình, sao? Đúng đây, rồi em thấy chia sẻ đây đó, cả con tem nữa, trong cái con tem là họ đã in rồi. Cho nên là nếu mà nói về sai chút cái hẹn với giặc ác với dân thì em nói là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cái câu đó đưa vô là nó chính xác 100%. Bởi vì sao? Bởi vì họ không có được lòng dân, không được lòng dân, họ thất bại, cái thất bại lớn nhất đó là không được lòng dân.
dân họ ủng hộ. Tại sao? Đúng rồi. Ở dân miền Nam họ ủng hộ Đảng Cộng sản. Họ ủng hộ những cái người thuộc chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam, miền Nam. Tại sao ủng hộ Mỹ? Nó cho tiền, nó ăn đập họng nó. Tại sao họ ủng hộ? Bởi vì họ có lý tưởng. Họ muốn độc lập dân tộc. Họ muốn quyền tự quyết. Chứ không muốn làm tay sai. Chỉ có một cái nhóm nhỏ Sài Gòn với lại mấy cái đô thị là muốn làm tay sai vì nó thích nằm ngửa ăn sẵn. Đó, Mỹ nuôi tướng thế bà, một thằng lính này đi và cả nhà đi theo sống thè phởn. Ở đâu ra? Nói kinh tế miền Nam giàu làm gì giàu? Không làm được một cái gì gọi là để mà gọi là tự hào là hòn ngọc Biển Đông. Dạ, anh Lê Minh cho em xíu Lê Minh. Dạ. Đó thì vậy nãy giờ thì nói hơi xa chủ đề tí thì không sao, ra ra không anh có Lê Minh, anh Lê Minh anh muốn lên chút không ạ. Dạ. Thì có nghĩa là mình nói ở đây để thấy rằng Đảng Cộng sản và cái đối trọng mà tôi nó hay đưa ra là Việt Nam Cộng hòa ngày xưa nó muốn dựng dậy cái thây ma đó, nhưng mà thật sự không có khả năng, không hề có khả năng, nó không có chính nghĩa. Đúng rồi, nó không có cái gì có chính nghĩa, không được lòng dân là không có chính nghĩa rồi đó, rồi tay sai, không hề có một cái tiếng nói như Hiệp định Paris đó. Việt Nam Cộng Hòa có được mở miệng nói câu nửa câu chứ đừng nói một câu, trong khi Mỹ đàm phán trực tiếp với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đúng. Vậy thì cái tính chính danh của Việt Nam Cộng Hòa nó nằm ở đâu? Tại sao ngay trên cái đất nước mình mà mình đàm phán để lập lại hòa bình thì lại không hề có một tiếng nói gì để quyết định việc đó? Ngồi giống như là chúng ta đem một cái con rối hoặc con mồi nhìn đặt lên cái ghế ngồi cho đủ thành phần và không hề có một cái tiếng nói gì hết, trong khi đại diện của chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam, miền Nam là bà Nguyễn Thị Bình, rồi của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, họ ra đã họ nói họ dập Henry Kissinger ngóc đầu lên không nổi đó, trong khi Cộng Hòa im re bởi vì cái thằng mà tay sai làm gì dám mở miệng. Mỹ nó không cho nói thì làm gì dám mở miệng. Thì giống như anh Lợi Minh hay nói câu mà nó không nghe cốc đầu giờ đó thì rõ ràng những cái đời tổng thống sau đệ nhị rồi mấy cái vị mà thay ngắn ngày không dám mở miệng chống Mỹ hoặc là đi ngược lại cái suy nghĩ, bởi vì cái bài học của ông Diệm nó quá rõ ràng, Diệm muốn thoát Mỹ nhưng trả giá đó. Cho nên mấy ông sau đâu dám, không ông nào dám. Cái thứ nhất là sẽ chết, thứ hai là tiền, nếu mà thoát thì ai nuôi? Đúng không? Ok, nằm vào đỏ hát mồm ai cho, đúng không? Đỏ hát mồm ai cho, nó rõ ràng như vậy. Cho nên là đừng có ba hoa phát lắc, đừng có vực dậy cái thây ma Việt Nam Cộng Hòa. Nó chết gần nửa thế kỷ rồi, kể cả cái cờ vàng ba sọc, nó không mang một cái ý nghĩa gì cho cái dân tộc nào. Đem cái vua Thành Thái gì ra để gắn vô cái cờ vàng là của vua chúa ngày xưa. Thực sự cái cờ vàng do ông linh mục, một cái ông linh mục tên là Trần Hữu Thái, em nhớ mình cái đó mình đã thêm một cái live sau nữa, một cái live sau nữa mình sẽ đi vào mấy chủ đề nữa, mình đi sâu về vấn đề đó hơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn Lâm Phong, Lâm Phong rất là nhiều nha. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn Thái Quang.